Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi cũng vừa mới mua về. Những chiếc xe Accent Vios City thì chúng tôi mua về liên tục các bạn nhé. Thì chiếc xe này là Hyundai Accent phiên bản đủ. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 5 vạn km rồi. Ở cái phiên bản đủ này thì các bạn thấy đấy ạ, nhìn về bên ngoài rất là đẹp. Chiếc xe đã được trang bị đầy đủ option từ nội thất ra la răng đúc, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, hệ thống đèn hậu là full LED. Rất là mới, rất là đẹp đây các bạn nhé. Màu trắng, và chiếc xe này thì la răng cũng đã được chủ xe sơn là màu đen. Đấy, rất là đẹp luôn. Phiên bản đủ này thì xe cũng đã có la răng đúc, khóa thông minh, đè nổ start top, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và dàn lốp thì còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe lăn bánh có hơn 5 vạn rưỡi km thôi các bạn ạ. Hệ thống đèn là full LED rồi, đèn daylight, đèn LED ban ngày đầy đủ cả các bạn nhé. Form 2021 này là form mới này, la răng là tổ ong các bạn nhé, mặt ca lăng tổ ong. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. La răng thì chủ xe cũng đã sơn màu đen, rất là đẹp và rất là khỏe luôn quý vị các bạn nhé. Với chiếc xe Hyundai Accent bản đủ 2021 này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản đủ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, đây là cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và ở cái phiên bản đủ này thì xe được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng. Đấy, kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control này. Chiếc xe cũng đã được chủ xe lắp màn hình Android. Đấy, nội thất ghế da quý vị các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất năm 2021 đây ạ. Hyundai Việt Nam các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là đẹp. Nội ngoại thất đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ở cái phân khúc hạng B sedan thì những chiếc xe của Hàn Quốc đấy nói chung và những chiếc xe Hyundai Accent nói riêng, option thì rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là đẹp rồi. Từ táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau có rồi. Nội thất ghế da hàng sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ từ những cái phần ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, ốc cốp sau còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đều rất là đẹp, rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Lốp sơ cua còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn. Lốp sơ cua nguyên bản, phụ tùng, đồ nghề đằng sau còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Táp bi cánh cửa phía sau. Đây, bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau
bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được là keo chỉ này, táp bi cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này, nội thất hàng ghế ngồi phía sau này đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất đẹp luôn, đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay mở cửa cả cánh cửa phía trước bên phụ luôn các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, từ keo chỉ, táp bi các thứ là đều còn nguyên bản hết luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, tất cả là còn nguyên bản. Nội thất ghế da đều rất đẹp, trải sàn 5D đều rất đẹp rồi. Màn hình camera lùi, đấy màn hình Android đây các bạn nhé. Đấy, màn hình Android rất to. Giải trí thông tin đa phương tiện này, toàn bộ từ vô lăng, cần số này, tay phanh đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp luôn rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Dưới nắp capo này là một động cơ của chiếc xe mà Hyundai cũng đã trang bị. Đấy, 1.4 lít. Và đây là cái ốc capo còn nguyên bản đây các bạn này. Ốc capo nguyên bản này, keo chỉ capo còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, đây là cái ốc capo. Ốc capo còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ về cái phần động cơ này cũng còn nguyên bản hết luôn. Động cơ 1.4 lít kết hợp với hộp số sàn 5 cấp các bạn nhé. Rất là khỏe mạnh và tiết kiệm nhiên liệu đấy. Toàn bộ những cái ốc chân máy này, ốc mặt máy là còn nguyên bản hết luôn. Đấy, những chiếc xe đời cao 2021 như chiếc xe này đây thì quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng rồi. Quan trọng là quý vị và các bạn chỉ quan trọng về cái phần giá thôi nhé. Giá chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 này thì đừng chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.